Rồi, chào anh em nha. Nay tiếp tục mình lên con còi tơ cọp của đầu năm 2024 cho anh em. Con này thì nói về thì mình quánh con này là mình quánh bữa đi bữa mùng 4 Tết thu phục đưa em nó về đội. Nay thì thần ăn uống ổn rồi. Nay mình quay ngoại hình em nó và đưa clip lên cho anh em xem và tham khảo coi có phải đúng đẳng cấp là một con cọp của đầu năm không nha. Con này thì mình đeo nó là nguyên một ngày, nó thẳng là đeo muốn chọn ngày luôn. Mấy đưa em nói được về đội, mấy kèo đầu thì nó cứ sàn nó gớt rồi nó chơi, nó về trên tàn nó chơi rồi nó chơi đằng xa, rồi cái nó với phần nó theo con máy á, nó theo con máy không à, nó cứ rượt theo con máy không à, nó không chịu gớt tới chừng mà quánh qua ngay cội của nó, dời dời giết đậu gần tới xế chiều gì đó mới dời ra qua ngay cội của nó thì nó gớt, nó quánh bung giò hết, mình mới ra mình đuổi lên sửa giò lại đưa em nó về đội, mà một chút xíu nữa tưởng là toan luôn con mồi rồi, bởi vì á đeo nó cực kỳ lo quá trời, thấy nó chơi rồi cái đầu năm mà mình không có muốn mới khai khai xuân nên không có muốn là để cho mốm, cố gắng nên đeo với nó, nên cài đeo với nó, nên ép con mồi quá nên con mồi đang chơi xỉu luôn, tỉnh lại nó cũng phụ lòng chủ nó. Nó cố gắng hết sức vẫn đưa được em còi tơ vừa đủ cồn tuyệt phẩm của đầu năm về đội. Còn về nước chơi em này thì mời anh em vào xem clip rồi anh em sẽ tự thẩm. Con này thì nói về cái nước độ lì và nước rù và gước của nó thì không còn gì để suy nghĩ và bàn cãi nữa nha anh em ơi. Rồi giờ mời anh em vào xem clip rừng rồi anh em tự thẩm và tham khảo và tự thẩm. Ưng em nó muốn sở hữu đầu năm, sở hữu em nó về để gọt một con mồi đẳng cấp thì alo Q69 số điện thoại ở phần tiêu đề hoặc là trên màn hình kết bạn Zalo để đón sở hữu em nó nha anh em ơi. Rồi mời anh em vào xem clip gần và thẩm nước cho em nó nha. Anh em lắng nghe mỗi nó về nó rước bên ngoài nha. Con này rước cực kỳ, phải nói cực kỳ rước tốt luôn nha anh em.
bùng giò hết anh em ơi. Giờ ra đuổi lên coi sửa giò lại, thu phục đưa em này về đội ơi. Đeo từ sáng giờ, hết cả buổi sáng rồi mà tới giờ chưa có đưa được về đội luôn nha anh em ơi. Rồi, mời anh em xem tiếp trận đấu của em nó. Lần này quyết định đưa về đội luôn nha anh em ơi. Rồi xong, mồi quá trời kiệt sức, xỉu luôn, tưởng đâu toan luôn con mồi rồi. Nhưng mà không ngờ á, tại vì đeo từ hồi sáng tới giờ mình đeo xuyên suốt nên nó quá trời kiệt sức, giờ nó xỉu luôn rồi. Mà nhờ hên chút nó cũng khỏe lại và tiếp tục cố gắng để đưa thu phục, đưa đối thủ về đội nha anh em. Quá trời xuất sắc, tuyệt vời. Ngồi quá kiệt sức rồi anh em ơi, chơi xuống phong độ rõ rệt luôn anh em thấy không. Nhưng mà nó vẫn cố gắng để đưa được đối thủ về đội nha. Vì con này nó rất, cái bản tính nó rất là ham bổi nha, nó mê bổi lắm, nó rất là cố gắng để đưa được đối thủ về đội.
mét rồi.